Trước đầu giải mã mà các bạn đang nhìn trong khung hình video đây cũng khá là lâu rồi không về hàng tại Thanh Tâm. Đây là dòng máy Pioneer N50, một trong những dòng máy đầu tiên để mà trên cái phương diện một chiếc giải mã chuyên nghiệp của đàn ông. Em xin lỗi các bác, của Pioneer. Ở trong những năm khoảng 2018 đến 2021, cái sản phẩm này nằm mưa nằm gió tại thị trường Việt Nam, và Thanh Tâm Audio đã đưa về rất là nhiều những cái sản phẩm này để gửi tới các bác. Riêng trong năm 2022 thì em cũng đã không có mua nhiều cái dòng sản phẩm N50 nữa. Bộ này thì cũng là rất là tình cờ, có một anh khách có liên hệ tới Thanh Tâm và muốn Thanh Tâm đặt hàng cũng như là tìm cho mình một con máy N50 hàng đẹp. Thì tất nhiên là cái câu chuyện là em sẽ nhận hàng, nhận cái thông tin của khách và tiến hành tìm hàng đẹp cho anh. Tuy nhiên ngày hôm nay thì về hàng về nó còn vượt ngoài mong đợi, đó là một bộ sản phẩm đẹp. Bộ sản phẩm mà em Tâm tìm được ở bên Nhật là hàng có thùng xốp luôn các bác nhé. Một bộ sản phẩm đẹp xuất sắc mà đã có thùng xốp luôn. Em cũng quay clip này để gửi tới anh khách cũng như là toàn bộ các bác đã đăng ký kênh YouTube của Thanh Tâm. Thì một con máy N50 về hàng thùng xốp thì cũng đã làm clip rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì cũng sẽ quay lại hết. Cơ bản thì chúng ta sẽ có dây nguồn zin, catalog, dây AV cũng như là khiển zin các bác nhé. Còn về phần thân máy thì các bác có thể nhìn thấy đó là hàng đẹp xuất sắc, và tất nhiên chắc chắn con này nguyên bản hết các bác nhá. Hàng đẹp xuất sắc, mặt trên được làm bởi một cái tấm tôn được sơn màu bạc. Phía sau của N50 thì các bác sẽ có kết nối của một con giải mã chuyên nghiệp, đó là quang học đồng trục và USB từ máy tính sang. Con này sản xuất năm 2012 rất là mới. Năm 2012 thì N50 là những cái sản phẩm cuối cùng trong cái hệ trong cái vòng đời của nó, còn bắt đầu thì là năm 2010 cho đến 2011. Về phần analog out thì chúng ta sẽ có cặp tiếng RCA xuống các bạn nhé. Đây là cái thông tin phía sau của máy. Con này thì xuất Nhật, vì thế nguồn điện sẽ là 100V. Còn ở mặt trước thì các bác có thể nhìn thấy cái mặt phay nhôm cực đẹp luôn. Nhìn dưới ánh điện rất là lung linh. N50 thì sẽ được trang bị một cái màn hình hiển thị, và đến bây giờ trên những cái sản phẩm như là 50AE hoặc 70AE thì cái màn hình hiển thị vẫn còn được giữ ở trên những sản phẩm của họ. Và cái màn hình hiển thị ở những cái sản phẩm thế hệ sau này sẽ được làm kích thước lớn hơn. Các bác có thể nhìn thấy toàn bộ cái nút ấn của con máy này ngày hôm nay về hàng rất là đẹp, không bị oxy hóa, bay trong sóc, trong bong chóc sơn. Cả nút bật tắt nguồn cũng như thế. Sẽ có hai cái công nghệ giải mã tiếng, đó là Pure Audio và 2bit 32, thì các bác để bên nào cũng được. Con này ngoài khả năng chơi nhạc từ các ngõ vào chuyên nghiệp của một con giải mã ra thì chúng ta cũng có đọc được USB ổ cứng ở phía trước với định dạng flash LED các bác nhé. Ngoài ra thì máy cũng hỗ trợ kết nối mạng để các bác có thể truyền tải không dây qua AirPlay. Mức giá của máy khi đặt hàng về đi đường hàng không là 11 triệu các bác nhé.
em đêm nay đêm rất dài, vòng tay em cô đơn, đêm khuya vắng em buồn hơn, con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây, đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay, cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim. Dù em giấc ngủ kia, đời em vắng lạnh và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim. Sao xuyên đã ngủ, đừng xa em đêm nay, khu phố quen đã ngủ say. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài, hãy yêu em đêm nay, cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em đêm nay. Quan tâm tới những sản phẩm audio từ Nhật, đặc biệt là hệ thống mini cao cấp cũng như là đầu giải mã mà muốn Thanh Tâm Audio tìm kiếm và đặt hàng thì cũng có thể trao đổi với bên em qua hai đầu số hotline. Em sẽ cố gắng tìm và đưa về những sản phẩm đẹp nhất, nguyên bản nhất cũng như ưng ý nhất để phục vụ các bác. Cảm ơn anh khách đã tin tưởng Thanh Tâm đặt cọc chiếc N50 của Pioneer. Sau clip này thì em cũng sẽ liên hệ tới anh để gửi toàn bộ hình ảnh, clip test cũng như là bàn giao máy cho anh khách sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.